Các cụ lần này tôi lại đi câu lươn nhá, thế là ăn rích dây nhá, ăn rích dây kìa, ăn rích dây đấy, đu đu nhá cụ nhá, đóng rồi, dính rồi, dính rồi. Kéo lên luôn nhá đấy, các cụ nhá, đây con lươn đây, rồi đẹp rồi, không đứt được đâu. Rồi lên lên đây, con lươn đây, béo vàng, con lươn vàng đấy. Bảo các cụ hôm nay là 31 năm, ngày mai là lockdown toàn thành phố rồi nhá, nên là khả năng là ngày mai không đi câu được nữa đấy. Tối nay tôi làm hai con lươn rồi, làm hai con đấy, đây con đấy, tạm dừng cái rồi ra kia có con nữa tôi báo các cụ tiếp nhá. Đấy, báo các cụ là chưa đến một phút là làm được con nữa, chỉ trong vòng một phút thôi, con nào to mình làm 2 phút đấy là được hai con, đấy là được hai con thôi, nghỉ con này chưa nuốt lưỡi này, con này chưa nuốt lưỡi đấy, hai con này không có lớn lắm nhá, bé thôi, nhưng mà dự kiến năm nay chỉ bắt hai con các bộ, ngày mai là 1/6 là lockdown thành phố của nó, chảy máu nhiều quá, tôi tránh cái cảnh máu me này tôi sẽ không quay nhá. Rồi chào các cụ.